Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì cái này là chất xơ nè anh em. Thì bữa mình cũng có làm cái video lâu lắm rồi. Cái video này mình làm cách đây cũng mấy tháng. Thì cái này là chất xơ đến từ rau củ quả. Cái này anh em ở nhà anh em có ăn rau thì mình ăn nhiều rau thì mình cũng không cần phải sử dụng cái này làm gì. Mình uống cái này là bởi vì rau mình cũng có ăn, mình cũng rất là thích ăn rau và ăn cũng khá là nhiều nhưng mà nó không được đều. Thì có bữa thì mình ăn ăn rau tại vì ở nhà mà vợ nấu gì ăn đó thôi. Có bữa thì mình ăn rau, có bữa thì canh thì dù như nấu canh củ như là hoặc là canh mướp bí củ như là những cái loại củ anh em thì nó không có rau ở trong đó, thành ra là những cái lúc đó thì mình bị thiếu rau, thiếu chất xơ, thành ra là mình mới uống thêm này để mình bổ sung. Thì cái này nói chung là chất xơ thì nó rất là nhiều nguồn để bổ sung từ thức ăn tự nhiên, chứ không phải là nó hiếm nha anh em, nhưng mà chất xơ rất là quan trọng nha. Mình không thể nào thiếu chất xơ được, thiếu chất xơ là nghiêm trọng nha anh em. Cái công dụng của nó thì anh em có thể lên trên Google anh em search thì nó sẽ ra thôi. Còn nếu mà ở nhà anh em mà ăn nhiều rau thì khỏi cần cái này cũng được. Còn mình thì mình bổ sung thêm thôi thì nó sẽ tốt cho mình thôi chứ không có gì hết. Tại vì bình thường thì người bình thường thì một ngày thì cần khoảng 20 gram xơ là đủ. 20 gram xơ thì 20 gram xơ là nhiều nha anh em. Thì để mình thui ra mình cái này, vị cái này nó có vị nè. Bữa mình cũng có làm video rồi, lâu rồi, nhưng mà nay thì mình mới làm kỹ về nó hơn chút xíu, thử vị cho anh em xem luôn. Cái này vị chanh dâu á, vị chanh dây nha anh em. Mình có vị dâu nữa, có hai vị, vị dâu với lại vị chanh dây, hai vị. Cái này hàng Việt Nam nha anh em, hàng nội địa chứ không phải là hàng nước ngoài nha. Cái mùi của nó là cái mùi mà khi mà anh em mới mở ra, cái mùi nó giống gì biết không? Nó giống như là cái bịch trà anh em, cái mùi thơm như cái mùi nó thơm giống như là cái gói trà mà anh em mua về mà mở cái gói ra nó có cái mùi vàng gì đó. Và nó có cái muỗng trong này nữa. Thì một bịch này nó 30 muỗng. Bịch này nó 30 muỗng mà một muỗng của nó là vậy là bự. Bự lắm. Một muỗng này chắc không phải 15 gram, cỡ 15 gram. Anh em đợi xíu nha, nó mờ quá. Rồi ok. Thì một ngày mình chỉ cần một muỗng là đủ rồi anh em. Một muỗng thôi. Đây. Cái màu nó là màu xanh xanh anh em, màu trên dây á. Thì một muỗng này cái dinh dưỡng nó tương đương với nửa ký rau xanh anh em. Theo cái chỉ số ở trên bao bì nó để nè, một muỗng là bằng nửa ký rau xanh. Anh em để xíu để mình đổ nước vô để coi nó sao. Một miếng nước thôi, mình chỉ cho 200 ml. Một bịch này giá của nó là 360 ngàn. 360 ngàn mà mình uống được một tháng anh em. Thì cái màu của nó thì nói chung là anh em đợi xíu để mình mở khỏi đi. Thì cái màu của nó chắc cũng không quan trọng lắm. Nó ra cái màu xanh đó nè. Để mình uống thử coi. Cái vị thì thơm thơm, nó không có ngọt. Nó không có ngọt nhiều nha anh em. Không chua, không ngọt lắm, không đắng, không cay, vị rất là thơm, dễ uống. Nói chung là cái vị này không ngon cũng không dở, bình thường thôi. Một muỗng mà pha 200 ml là vừa anh em, cũng không nhiều lắm, mình thấy vậy là cũng được. Ở bên trong cái này nó có cái hạt gì đen đen, mình cũng không biết là hạt gì nữa. Để mình coi nó có cái hạt gì á. Hạt chia. Có hạt chia nè, có cái hạt đen đen này nè, hạt chia. Uống xong rồi mà cái hạt chia ở trong còn khá là nhiều anh em. Đây nè. Thì nếu mà anh em nào mà không muốn bỏ đi thì mình rót tí nước nữa vô rồi mình ực vô nó là cho nó hết luôn, vậy thôi.
Hiện nay chỉ là một video ngắn mình chia sẻ với anh em về cái chất xơ thôi. Nói chung là chất xơ này thì nó rất là nhiều ngoài tự nhiên, ở ngoài những thức ăn tự nhiên khá là nhiều thì mình bổ sung đủ thì thôi. Còn nếu mà anh em nào mà bổ sung không đủ thì mình có thể bổ sung thêm giống mình. Với lại nó rất là cần thiết đối với cơ thể nha anh em, chứ không phải là không quan trọng đâu. Chất xơ rất là quan trọng đối với cơ thể. Thì hiện nay chỉ làm video ngắn chia sẻ với anh em, và chia sẻ với anh em là mình có sử dụng thêm này nữa thì ngoài những cái loại kia, giống như là mình xài bình thường á. Vitamin thì mình xài bữa giờ vitamin tổng hợp hết, thì mình xài vitamin đơn chất như là magie nè, kẽm nè, magie kẽm với D, omega, rồi uống whey, uống rì với lại EA, kết hợp thêm cái hàng chất xơ này nữa, vậy thôi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, chứ mình cũng không có uống gì nhiều. Xin chào anh em nha, cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video của mình. Thì khi nào có gì hay mình lại làm video mình chia sẻ tiếp. Với lại bên Mixup, mình muốn bật mí thêm một chút xíu với anh em, đó là bên Mixup anh em có chuẩn bị về thêm một loại rì nữa của hãng Z Nutrition. Mà cái loại rì này nó không có giống với lại cái hàng Duck David nha anh em, không giống với cái loại mà sau lưng mình. Nó với cái hàng này là hai thằng khác nhau. Thì để ít bữa nữa mình sẽ làm video mình review và chia sẻ những cái gì mình biết về cái loại rì mới này. Nói chung là cũng khá hấp dẫn á. Xin chào anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye nha.